Cái câu chuyện tôi muốn kể ở đây là cái câu chuyện á, bị vợ cắm sừng, nuôi con của kẻ thù suốt 4 năm mà bây giờ tôi mới biết. Nếu anh thích á, thì em kiếm cho anh á, một nhỏ khác á, nó đẻ cho anh á, mình mới lỡ tay mình tát vợ mình á, một bạt tai. Ba mẹ tôi thì ở Sài Gòn. Cô ấy á, ở dưới quê, cổ mới lên thăm mẹ của tôi. Thì đúng cái lúc thời điểm đó là tôi đi làm về, thì tôi có gặp cổ, thì nói chung là cũng xã giao nói chuyện. Thì trong cái lần đó thì cảm thấy là cổ cũng, cách nói chuyện của cổ cũng dễ thương. À, trong cái khoảng thời gian đó thì hai người thường xuyên qua lại nhắn tin với nhau. 3 tháng sau á, thì cổ mới lên Sài Gòn. Thì cổ mới nhắn cho tôi là: anh ơi, anh có rảnh không? Thì em cũng muốn lên thăm bác gái. Có gì em ở Bến Tre, em đợi anh nha. Rồi có gì anh rước em. Thì tôi cũng vui, tôi cũng sẵn lòng. Tôi nói: em ơi, để đợi anh đi, anh tranh thủ anh rước. Thì biết nhau, quen nhau được khoảng 3 tháng thì biến cố nó tới, là đùng cổ nói với mình á là: anh ơi, em nở mang thai rồi. Thì em bây giờ em cũng hoang mang lắm, mình em không biết làm sao nữa để nói với gia đình, để nói với ba mẹ anh. Nói chung là mình đàn ông mình cũng có trách nhiệm, với lại mình cũng thương mà. Thì mình mới dẫn cổ về, mình mới nói là: ba mẹ ơi, hai đứa con lỡ vậy rồi thì thôi ba mẹ cho con cưới. Dòng họ với lại gia đình của mình á, ba mẹ mình á, nói chung là cũng kiểu dạng khó khăn, nói cổ là chê cổ nghèo, rồi cũng chắc là chỉ quen mày với cái mục đích là muốn lấy trai Sài Gòn để lợi dụng thôi. Thì lúc đó ba mẹ mình cũng có nói là: bây giờ á, chắc gì đã là con của mày mà có mấy tháng trời mà đã có thai như vậy rồi, liệu là ở ngoài kia nó có thai của thằng nào không? Không, lúc đó là mình không có hề nghi ngờ cổ gì hết á. Tại vì thời điểm đó là mình yêu cổ quá rồi, với lại mình nghĩ là nhìn gái quê vậy thôi chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Khi mà hai đứa cưới xong rồi đó thì cô ấy đề nghị là: thôi anh ơi, hay là mình ở riêng. Thì trong cái thời điểm mà khi mà thuê nhà hai vợ chồng ra ở riêng á, thì lúc đó mình cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi, thì cũng có vốn. Thì thôi thì trong cái thời điểm này vợ mình sắp đẻ đó, thì mình chịu khó, mình hai vợ chồng kiếm mối buôn bán, nói chung là buôn bán hàng online. Tới thời điểm mà vợ mình đẻ xong á, cũng được 2-3 năm, thì hai đứa mình nó tích lũy cũng gần được 2 tỷ đùng một phát á. Thì trong cái thời điểm đó thì cái cách mà vợ mình nói chuyện với lại cái cách quan tâm rồi nó khác hẳn. Có những lúc mà mình nói nhỏ nhẹ cổ kiểu dạng cấu gắt, rồi cổ đập phá đồ đạc, rồi nóng giận một cách vô lý. Có lần mình nhớ là cổ đập cái ly mà xém rớt vô cái thằng nhỏ con mình luôn, thằng con trai mình đó. Mình mới quạo lên, mình mới lỡ tay mình tát vợ mình đó một bạt tai, rồi mình ẵm thằng con mình đó đi về nhà cậu ở. Thì trong cái thời gian đó thì mình cũng mang con mình về, rồi cũng xuống nước với cổ, nói: bây giờ thôi thì em bị áp lực quá, anh cũng đồng cảm, có gì mình san sẻ với nhau. Rồi bây giờ thì thôi, kinh tế nó cũng ổn rồi, thì bây giờ hay là cho anh thêm con gái nữa đi, cho nó có cặp đồ, có trai có gái gì cho nhà nó vui. Thì trong cái thời điểm đó thì cổ mới phản ứng, cổ nói: bây giờ á, nếu anh thích á thì em kiếm cho anh á một nhỏ khác nó đẻ cho anh á, chứ bây giờ em không muốn đẻ nữa. Một tháng sau á thì cổ mới đòi là ly hôn. Cổ đưa tờ giấy ly hôn ký sẵn, đưa để lên bàn cho mình sẵn luôn. Thì mình giật mình chứ, cũng hỏi tại sao. Cổ nói là bây giờ cổ cảm thấy là tình cảm của hai đứa nó không còn được mặn mà như trước nữa, với lại cổ không còn tình cảm mình nữa, nên cổ dứt khoát như vậy. Trong khi mà lúc mà chưa chuẩn bị ra tòa thì mình kiểm tra lại, thì mình mới phát hiện là
trong tài khoản ngân hàng của mình 2 tỷ á, là vợ mình đã rút đi đâu mất tiêu rồi. Thì á, vợ mình mới nói là bây giờ á, là gửi về cho mẹ ruột để xây nhà. Thì bây giờ chủ yếu là anh có thư con anh á, thì tôi đem con anh về dưới nhà mẹ tôi xây cửa cho tôi, lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Thì thôi bây giờ cái đó coi như là tiền để lo cho con ăn học, lúc nào cần thiếu gì đó thì mình sẽ lo tiếp. Thì sau khi ly hôn á, thì bắt đầu á, là 1-2 tuần á, là mình thăm về thăm nuôi thằng nhỏ. Có mấy ông anh nè, mấy ổng cũng kêu là qua chơi anh vài ngày thì cũng nhậu nhẹt uống, anh em nói chuyện với nhau á. Mấy ông anh mới nói chuyện là đàn ông mà mày bị vợ mày dắt mũi như vậy á, mày có ngu không? Có khi á là hả, thằng con của mày chắc là gì đó là của mày, nhiều khi là con của thằng kia đó. Đông đầu tối cả đêm mình nằm mình suy nghĩ, mình mới quyết định đó là mình lấy cái gì đó để mình làm cái mẫu xét nghiệm. Thì mình chợt nhớ là có cái ADN, mình mới lựa lúc mà mình qua thăm á, thì mình có lấy một cái mẫu tóc của con mình đem về Sài Gòn. Thì bắt đầu á, thì sau khi nhận được cái kết quả rồi mình mới ngã ngửa ra, thì thật phải đúng là không phải là con của mình. Thật sự là tôi điên người lắm chứ. Tôi chỉ thời điểm đó tôi chỉ muốn là bây giờ đi về đó gặp rõ là ba mặt một lời rồi. Khi về tôi gặp cổ rồi, gặp cái thằng đó nữa là thằng chồng mới của cổ á, thì bắt đầu á thằng chồng mới nó mới ra rồi nó nói là bây giờ á không có gì giấu nữa mày nữa. Bây giờ á thì tao á là cha của nó đó. Bây giờ mày ngu thì mày ráng chịu. Thì lúc đó bắt đầu lúc đó mình căng thẳng lên, mình máu điên mình nổi lên, mặc dù vậy mình mất kiểm soát luôn. Lúc đó mình chỉ muốn là hai đứa là phải thôi. Bắt đầu mình mới lao vào mình đánh, thì bắt đầu mình đánh cái thằng đó. Mình đánh rồi cuối cùng á là anh em hàng xóm bắt đầu cản ra mới ngăn lại mình lại. Chuyện mới cách đây cũng mới 2 tháng rồi. Thì tất nhiên là mình không có thể bỏ qua được. Không có gì bằng cái nỗi nhục mà đi nuôi con của thằng khác hết. Cái đó là cái mà mình ân hận suốt cuộc đời của mình, mà mình đã cảm thấy mình bị lừa dối. Khi làm một vấn đề gì đó đó thì cũng nên có thời gian mình tìm hiểu kỹ rõ ràng hãy quyết định. Chứ đừng có dục tốc bất đạt, hay là nghĩ vì thương một ai đó mà mình không có suy nghĩ chín chắn thì để mang lại cái uất hận. Điều đó là mình không muốn mọi người phải như mình.